Một Phật tử hỏi: Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin được thầy hoan hỷ trả lời cho con và một số các Phật tử đồng tu với con câu hỏi. Một, trong kinh Địa Tạng có viết: tụng tháng à, trong à, trong tháng nhưng ngày trai mỗi ngày tụng một biến kinh này, vân vân. Vậy một biến kinh này là cả ba quyển thượng, trung, hạ, hay một biến chỉ là một quyển thượng hoặc quyển trung hoặc quyển hạ? Một biến kinh này, Phật tử này hỏi cho cả đạo tràng trong nhóm được biết là một biến kinh này đó là một quyển thượng, quyển trung, quyển hạ, hay là một bộ kinh này, thế được mới gọi là gì, là một biến à, một bộ cả quyển thượng, quyển trung, quyển hạ trọn vẹn thì gọi là một biến kinh này à. Cho nên tôi thường hay bảo các Phật tử về tụng đấy, tụng là 21 ngày, tức là 21 bộ kinh mỗi ngày. Phải, nếu chúng ta cầu nguyện một cái điều gì đặc biệt đó, muốn làm được luôn đó, hay là muốn thành tựu sớm đó, phát nguyện 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày đó, tức là mỗi một ngày phải đọc hết cả gì, cả một biến kinh này, tức là một bộ kinh này, thượng trung hạ này, chia được thành 3 thời là tốt nhất. Nhưng ba thời thì rất ít người làm được, vì cái thời gian thì sáng 4-5-6 giờ sáng là tụng gì, quyển thượng, 4-5-6 giờ chiều gì đấy trong khoảng thời gian đó thì tụng quyển gì, quyển trung, và 8-9-10 giờ đêm gì đó thì tụng quyển hạ đấy. Nếu mà phát đại nguyện đó thì nên chia ra như thế. Vì sao phải chia như thế? Chia như thế để sau một cái quyển thượng thì chúng ta còn niệm Phật được khoảng 30 phút, thêm cái công đức niệm Phật nữa. Chứ còn nếu chúng ta vẫn tính là gì, tụng hết một bộ kinh này hay một biến kinh này đó, tụng cả ba quyển thượng trung hạ, 2 tiếng hoặc 2 tiếng rưỡi làm một lèo như vậy thì chúng ta gì, mệt, chúng ta hết thời gian, và chúng ta gì, chúng ta không còn thời gian để niệm Phật nữa, cho nên công đức nó sẽ giảm đi gì, giảm đi 30-40% các quý vị. Mà khi ra tụng kinh quá dài á thì cái tâm của chúng ta sẽ dễ bị gì, dễ bị dao động, không nhiếp tâm, có đúng không? Các vị ngồi 1 tiếng đồng hồ thì thân chúng ta ngồi còn yên, nhưng khoảng độ từ 1 tiếng trở đi cho đến tiếng thứ 2 hoặc hơn 2 tiếng đó thì chân mỏi cứ gì, cứ thay đổi luôn xoành xoạch đó. Đó là thân đã mất gì, mất sự trang nghiêm rồi, tâm cũng theo thân để mà chạy ra ngoài. Mà tụng kinh á, hết quyển thượng sang quyển trung rồi á, thì cứ thỉnh thoảng đọc lại gì, hôm nay gì, tâm nghĩ là ô hôm nay sao kinh lại dài thế. Vì sao mà dài? Mỏi chân, mỏi lưng, mỏi mắt, khản cổ, cho nên kinh hôm nay nó dài quá. Đang tụng kinh mà khởi tâm tại sao kinh hôm nay lại dài thế, như vậy là tán tâm rồi. Tụng kinh như vậy là tán tâm rồi, mất 50% tụng kinh rồi đó. Cho nên thầy khuyên chúng ta thì nên chia thành từng gì, từng quyển, trừ trường hợp đặc biệt gia đình chúng ta thì phải đi làm. Phật tử còn trẻ còn phải đi làm công ăn việc làm, cho nên chỉ chia thành 2 thời sáng tối, phát nguyện tụng 3 quyển thượng trung hạ thành một bộ, thành một thời đó, thì buổi sáng chúng ta phải đi làm cho nên tụng quyển thượng xong rồi niệm Phật xong rồi hồi hướng đi làm, buổi tối về thì bỏ xem tivi đi, ăn cơm xong mà cái tụng cho đến gì, từ 7 giờ 7 rưỡi cho đến 8 giờ chẳng hạn, 8 giờ cho đến khoảng 10 giờ 10 rưỡi tụng quyển trung, quyển hạ và niệm Phật một chút, thế là xong. Nhưng mà tốt nhất vẫn là chia thành gì, 3 quyển thượng trung hạ thành 3 thời tách biệt nhau để niệm Phật được nữa là tốt nhất. Mà cái thời kinh đọc kinh nó cũng vừa phải là tốt nhất đấy. Rồi câu thứ hai, Phật tử nào hỏi: trong kinh có nói đến bà Ma Gia Phu Nhân, vậy bà Ma Gia Phu Nhân là ai, mẹ của vị nào? Ma Gia Phu Nhân chính là em gái của Ma Gia Phu Nhân này chính là gì? Là mẹ đẻ của Thái tử Tất Đạt Đa. Còn Ma Ba Xà Ba Đề á chính là gì? Em gái của Ma Gia Phu Nhân và là mẹ nuôi của Thái tử Tất Đạt Đa. Chúng ta biết ở Ấn Độ ngày xưa thì nó như Việt Nam chúng ta cái thời Lý thời Trần đấy mà. Con chú con bác hoặc là gì? Hai chị em đều lấy một gì? Một chồng, không sao. Trần Thái Tông bị Trần Thủ Độ ép liền
ép lấy vợ của ông anh đó, ép vợ của ông anh con ông bác đó. Vì sao? Vì Trần Thế Tông thì không có con, cho nên đó, mà ngày xưa thì gì? Vua thì phải truyền cho gì ạ, cha thì phải gì? Có con trai để truyền cho gì, truyền ngôi. Mà nếu mà vua mà không có con thì phải truyền gì, truyền cho con chú hoặc con bác. Nếu chú bác mà cũng không có con trai nữa thì đương nhiên truyền sang gì, truyền cho con rể chứ. Mà con rể sang họ khác một cái là mất rồi. Đó. Đây là cái chính trị ngày xưa như thế, cho nên nó tạo ra con người như vậy. Vì vậy mà gì? Cả Ma Gia và Ma Ba Xả Ba Đề là hai chị em cùng lấy gì, một ông vua, đó là Tịnh Phạn Vương. Nhưng bây giờ chúng ta, xã hội hiện đại của chúng ta bây giờ như thế thì gọi là gì, loạn gì nhỉ? Cả hai chị em cùng lấy một gì, một ông chồng như thế là gì, loạn luân. Như thế loạn luân. Nhưng mà văn hóa ngày xưa như thế là gì? Đó là chuyện bình thường trong cuộc sống. Đó. Văn hóa là do con người chúng ta gì đặt ra, đúng không? Bằng cái sự tiến hóa của xã hội, dần dần do con người chúng ta đặt ra cái chuẩn mực văn hóa. Nó không có một cái chuẩn mực nào là cố định đâu các quý vị. Có thể quốc gia này đặt ra tiêu chuẩn này là gì, là văn hóa, những tiêu chuẩn khác là gì, lại cái đó không phải là văn hóa. Đấy, ví dụ như Việt Nam chúng ta, các vị thấy không, lễ hội chọi trâu, lễ hội đâm trâu ở Tây Nguyên, lễ hội chọi trâu ở Hải Phòng, họ cho là gì, bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. Nhưng mà sang bên châu Âu á, sang bên Úc, sang bên Thụy Sĩ thì chắc chắn không có cái lễ hội đó. Vì Úc và Thụy Sĩ gì, hoặc là Ấn Độ, họ nghiêm cấm là gì, giết trâu giết bò. À, giết con lợn con gà thì được, nhưng mà gì, giết trâu giết bò là gì? Ấn Độ ngày xưa văn hóa của Ấn Độ là không ăn thịt trâu, không giết trâu bò, vì trâu bò nó là sức kéo, chết thì đem chôn chứ không được ăn. Và con bò, kể cả Ấn Độ cái thời thế kỷ 21 này, năm 2017 này đó, con bò Ấn Độ vẫn được gì, được tôn sùng như là một con người. Con bò đi vào gì, đi vào phố cấm bình thường không bị phạt, nhưng con người đi vào phố cấm sẽ bị gì, bị phạt. Con bò có thể gì, xin lỗi các vị, có thể gì, tè bậy ra trên đường, nhân viên ra súc không bị phạt, nhưng mà con người tè bậy trên đường thì bị phạt. Đấy, có nghĩa là con bò được tôn trọng. Cho đến là năm 2017 này, con bò vẫn được tôn trọng ở Ấn Độ và không bị giết thịt như Việt Nam chúng ta. Còn một số nước ở châu Âu, họ có luật rõ ràng, con chó được tôn trọng quyền như con người, ai giết chó tức là bằng tội giết gì? Giết người. Nhưng Việt Nam chúng ta thì sao? Chó là một món gì? Thịt chó là một món ăn rất rất thích của gì? Cánh đàn ông và cánh gì? Cánh phụ nữ trẻ trẻ ở Việt Nam chúng ta. Đó, văn hóa hoàn toàn khác nhau. Tôi nghe thì Hòa Thượng Tịnh Không nói là ở bên Úc có một cái ông giàu lắm, giàu là tỷ phú của người Úc. Ông có hàng trăm tỷ đô. Hàng trăm tỷ đô, chúng ta biết nếu mà đời người chúng ta ăn thì biết bao giờ cho gì, cho hết cả nhà dùng tiêu thì, mà cứ tiêu pha bình thường thì cuộc sống bình thường, không xỉ ke ma túy á, cứ tiêu pha bình thường, ăn uống những sơn nào hải vị tẹt ga á, thì cả đời không hết, cả nhà các vị ăn cả đời không hết. Nhưng các vị biết sau khi ông chết, ông di chúc cho ai không? Di chúc cho ai không? Vì ông không có, ông có vợ nhưng không có con. Vợ ông chết rồi còn một mình ông ấy. Sau khi chết, ông ấy di chúc gì? Cho con chó của ông ấy. Và đấy là gì? Báo chí ở châu Âu nói đấy là một con chó giàu nhất thế giới, có hàng gì, hàng trăm tỷ đô. Và sau khi được cái di chúc đó thì tòa án ở bên nước họ thì con chó là gì, họ được quyền như con người. Cho nên sau khi được ông chủ di chúc cho, con chó đó gì, có kẻ hầu người hạ. Ở trong cả một cái cung điện của ông, cả tòa lâu đài của ông, cái biệt thự của ông rộng lớn hàng mấy ha như vậy, có bao nhiêu người ở để gì, để làm tôi tớ cho gì, cho một con chó trong nhà. Chúng ta thấy không? Đó. Nhưng ở Việt Nam chúng ta, con chó có cưng đến đâu đi chăng nữa, 10 con thì cũng 9 con vào gì? Vào trong nồi. Gặp ông gì? Gặp giềng, gặp mẹ. Và ngồi trên bàn nhậu của gì? Của mấy ông nghe.
Đó. Đấy. Đấy nó thế. Cho nên cái văn hóa, cái bản sắc văn hóa thì tùy theo con người, mỗi khu vực, mỗi dân tộc, mỗi quốc gia đặt ra cái tiêu chuẩn của nó là gì. Đó. Cho nên ở đây thì chúng tôi mới nói với các quý vị là cái việc mà hai chị em Ma Gia và Ma Ba Xả Ba Đề cùng lấy một chồng với cái văn hóa của Ấn Độ thời xưa hơn 2.500 năm trước, đó là gì? Pháp luật quốc gia họ cho phép, đó là chuyện bình thường để giữ cái gì? Giữ cái ngai, giữ cái ngai vàng không bị truyền ra cho dòng họ khác. À, đấy, kể cả gì? Sau này Thái tử Tất Đạt Đa lấy công chúa Gia Du Đà La thì cũng ở đều trong một cái dòng họ Thích Ca, rất gần với nhau đó các quý vị. À, rất gần với nhau. À, thì đấy, thì cho nên ở đây thì Phật tử hỏi rằng á, có tên là Ma Gia, thì Ma Gia này là ai? Ma Gia là chính là mẹ đẻ ra Thái tử Tất Đạt Đa. À, và Thái tử Tất Đạt Đa sau này tu hành 19 tuổi, 16 tuổi lấy phụ vương với mẹ nuôi là Ma Ba Xả Ba Đề, ép lấy vợ là cưới công chúa Đà La, chung sống 3 năm đến năm 19 tuổi thì hạ sinh được một cậu con trai, đó là La Hầu La. Và sau cái đêm hạ sinh đó thì cũng là đêm mà Thái tử Tất Đạt Đa vượt hành xuất gia, trải qua 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, đến năm 30 tuổi thì thành Phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật. Và 12 năm sau, tức là đến năm 42 tuổi thì Phật gì? Vào rừng, lên núi linh thiếu và ngồi thiền nhập định, lên cung trời Đao Lợi thuyết bộ kinh Địa Tạng này để độ cho mẹ mình. Cho nên trong kinh này chúng ta có thấy các vị tỷ kheo nào không? Không có. Năm kia chúng tôi giảng phần đầu bộ kinh này, chúng tôi nói này, chúng tôi có dẫn chứng mấy vị pháp sư ở Trung Quốc nói rằng kinh này Đức Phật nói vào thời kỳ Đức Phật gần nhập Niết Bàn. Rồi có những vị nói là vào những khoảng giữa thời gian Đức Phật thành đạo, khoảng độ tầm 20-25 năm. Nhưng tôi qua nghiên cứu, qua khảo cứu, tôi nói với các quý vị, kinh này Đức Phật nói vào cái khoảng thời gian, căn cứ vào Luật Tạng thì nói rằng năm Đức Phật thành Phật sau 12 năm, thì năm đó trong tăng á, trong tăng đoàn á, có cái sự gì? Có cái sự hai nhóm tỷ khiêu. Một nhóm thì chuyên về luật, một nhóm thì chuyên về pháp, tức là pháp sư đó, những người chuyên đi giảng đạo. Đức Phật phân ra một nhóm thì chuyên đi luật, tức là gì? Đi luật đó thì chuyên giảng về luật, và chuyên gì? Chuyên truyền giới, gọi là thầy giới sư. Thì có người xuất gia thì các thầy đó thì trì luật, nghiên cứu về luật và trì luật, về lập đàn truyền giới cho các sư và cho các Phật tử. Còn á, những vị pháp sư là chuyên đi giảng, đó gọi là pháp sư. Thì hai nhóm đó xích mích gì? Có một cái việc rất nhỏ. Việc rất nhỏ đó là vị pháp sư á, thì cứ đi lên giảng xong đi xuống rửa tay. Rửa tay xong thì các tỷ khiêu, thì ngày xưa thầy Đức Phật là bình đẳng mà. Mặc dù anh là pháp sư, rửa tay xong thì cái vị này cứ nghĩ là mình tuổi cao, đạo cao đức trọng rồi, là pháp sư lên giảng, quần chúng ở dưới, đại chúng dưới nghe. Cho nên rửa tay xong thì không đổ chồng nước thôi. Mấy lần như thế thì các vị giới sư nhìn thấy như vậy mới gọi vị thầy kia lại, vị pháp sư kia lại, và trách rằng tại sao thầy lại rửa tay xong không đem nước đi đổ, mà là cái để đó cho các tỷ khiêu, bắt các tỷ khiêu khác phải đi đổ. Và hai bên qua lại to tiếng với nhau, và thầy nào cũng gì, cũng có đệ tử của mình, pháp sư cũng có nhóm đệ tử đông của pháp sư, giới sư cũng có nhóm đệ tử của giới sư. Cho nên không, lúc đầu là hai thầy, thầy giới sư và thầy pháp sư, rồi kéo theo gì, đệ tử của thầy giới sư và đệ tử của thầy pháp sư, hai bên không bằng lòng với lời chỉ trích của nhau. Cho nên lúc đó Đức Phật đến giải thích, đến giảng hòa cũng gì, nó cũng không nghe. Vì sao? Lửa sân của cả hai nhóm tỷ khiêu, giới sư và pháp sư, Phật đến gì can thiệp cũng không nghe. Mùa An Cư thứ 12 sau khi Phật thành đạo đó. Cho nên mùa An Cư năm đó Phật nói nó không nghe, mà cái bắt đầu vào bạch An Cư xong một cái là chư tăng có chuyện rồi, không nghe. Cho nên Phật đã một mình đi vào, đi lên trên núi, ngồi trong hang động và ngồi thiền nhập định ở đó 3 tháng. Hết 3 tháng An Cư luôn. Đó là 3 tháng An Cư duy nhất Phật gì không an cư với đại chúng. Trong suốt 49 năm thì 3 tháng an cư duy nhất năm đó Phật không an cư với đại chúng. Cho nên dựa vào Luật Tạng tôi mới nói rằng là trong 3 tháng đó Phật
nhập định. Và trong cái lúc như vậy, trong cái lúc này, suốt quãng thời gian ngày mày lo cho các tỷ khiêu, lo cho các vị vua chúa quan lại và nhân dân, cho nên không có thời gian để đi lên thuyết pháp cho mẹ mình, lên thăm mẹ mình và thuyết pháp cho mẹ mình. Muốn lên thăm mẹ á thì ngài phải gì, ngồi gì, ngồi thiền nhập định mới lên được, chứ không phải là dùng cả cái tâm thân mà bay gì, bay cả cái tâm thân bằng xương bằng thịt mình lên trên trời được. Cho nên nhập định. Ngày xưa chúng tôi nhập thất, chúng tôi mới biết được cái điều đó. Khi mà tâm mình an định, mình có thể gọi nôm na như là xuất thần ra khỏi tấm thân của mình để đi đến bất cứ nơi nào mình muốn. Tất nhiên là định ở trong sơ thiền thì mình chỉ đi ở trong cõi gì, cõi người mình thôi. Nhị thiền thì mình sẽ lên được các cõi gì, các cõi trời dục giới. Tam thiền thì lên được cõi trời sắc giới. Tứ thiền lên được cõi trời vô sắc giới. Tôi ngày xưa mới chỉ có thể đi được quanh quanh cái ngôi chùa Khai Nguyên này thôi. Đấy, có nghĩa là sơ thiền còn chưa được. Nhưng mà cũng có những cái kinh nghiệm, khi tâm an định mình có thể dùng cái thần thức của mình, dùng cái tri thức của mình á, xuất ra khỏi cái tấm thân đang ngồi ở chỗ đó để biết được. Cho nên những cái câu chuyện mà nói về những người biết được chuyện quá khứ hiện tại vị lai, cái đang ngồi nói với chúng tôi thì chúng tôi cũng cảm nhận được và cũng biết được. Người nào nói thật hay là người nào nói dối thì cũng cảm nhận và biết được cái điều đó. Cho nên ở đây Phật là phải gì? Muốn lên trên cung trời đau lợi vì thân mẫu của ngài là bà Ma Gia đó, sau khi sinh thái tử được 7 ngày thì công đức gì ở thế gian đã viên mãn rồi. Vì á, trong kinh Đại Bảo Tích nói là gì? Bà Ma Gia không phải là một người bình thường đâu các quý vị, mà bà chính là một vị cổ Phật, thành Phật rồi, nhập Niết Bàn rồi. Nhưng mà gì? Đức Phật đó lại phát nguyện rằng gì? Muốn làm một cái điều gì đó. Các vị Đại Bồ Tát ở cõi gì? Ở cái ngôi vị Bổ Sứ, tức là một đời thành Phật đó, thì phải gì? Không thể dùng một người phàm phu thế gian mà sinh ra một vị Đại Bồ Tát như thế được. Quán Âm bây giờ chẳng hạn là một vị Đại Bồ Tát, Bổ Sứ, tức một đời nữa thành Phật. Di Lặc hiện tại bây giờ trên nội viện cung trời Đâu Xuất cũng là một vị Đại Bồ Tát, Bổ Sứ, một đời nữa là thành Phật. Cho nên không thể một người phàm phu mà sinh ra một vị Đại Bồ Tát Bổ Sứ được. Cho nên vị cổ Phật đó phát nguyện là gì? Vậy thì ở sau này, khắp trong Tam Thiên Đại Thiên này, bất cứ có Đức Phật nào thành Phật, tôi đều phát nguyện làm thị hiện làm mẹ của Đức Phật đấy. Và đấy chính là gì? Ma Gia phu nhân đấy các quý vị. Cho nên Bồ Tát Hộ Minh, tức là tiền thân của Thái tử Tất Đạt Đa đó, khi đó trước khi giáng sinh, ngài ở trên nội viện cung trời Đâu Xuất cùng với Bồ Tát Di Lặc, bây giờ ngài có tên là Hộ Minh Bồ Tát. Hộ Minh Bồ Tát phát nguyện giáng sinh và phát nguyện hạ sinh, giáng sinh xuống nhân gian, thì đương nhiên ở dưới này phải có một người gì, một vị Đức Phật biết trước điều đó và phát nguyện giáng sinh trước xuống khoảng gì, 2, 3, 40 năm, hơn 40 năm rồi. Chúng ta biết Ma Gia ngoài 40 tuổi mới có mang thái tử mà. Cho nên vị cổ Phật đó phải đi trước xuống nhân gian này hơn 40 năm. Đó, mà đi xuống nhân gian thì chúng ta sẽ thấy gì, các ngài cũng phải thì hiện là một con người như ở nhân gian, nhưng hơn con người nhân gian đó là cái đức hạnh, lòng từ bi, trí tuệ, đức hạnh và sự kiên nhẫn của các vị đó khác với người thường chúng ta. Đó, khác với chúng ta cái đó. Còn các ngài gì, cũng bằng xương bằng thịt, cũng có lúc phải thể hiện là gì, cũng có lúc thể hiện là gì, là buồn thương ảo não, cũng có lúc là than khóc bi ai, như người thường thôi. Nhưng mà thực tế đấy là thể hiện. Cho nên sinh ra được Thái tử Tất Đạt Đa 7 ngày sau, tức là đúng một tuần, trọn vẹn đúng một tuần là bà nhập diệt và sinh lên cõi trời đau lợi. Đó. Và 12 năm sau, tức là mùa an cư thứ 12, trong cái đợt đó Đức Phật đi an cư một mình đó, chúng ta thấy là ngài ngồi vào núi, ngồi thiền một mình, nhập định như vậy. Người bình thường thấy là ngài gì? Ngài đang ngồi thiền. Nhưng với tôi, kinh Địa Tạng này chính là trong giai đoạn đó, 3 tháng ở nhân gian chúng ta này chỉ bằng gì? Bằng một thời pháp ở trên cõi trời đau lợi thôi các quý vị. Vì trong kinh Phật nói là gì?
Một ngày một đêm trên cõi trời đau lợi bằng 100 năm. Trăm năm ở dưới nhân gian này. Vậy 3 tháng ở nhân gian chúng ta này, tức là bằng 1/4 của năm. Thì nó chỉ bằng khoảng một gì? Một ngày một đêm mà 24 tiếng đồng hồ chia cho 4 là bao nhiêu? Bao nhiêu? 6 tiếng đồng hồ đúng không? Vậy kinh Địa Tạng này so với ở trên trên cung trời đau lợi Đức Phật thuyết đó chỉ khoảng 6 tiếng đồng hồ mà thôi. Đó, như vậy là một thời pháp. Một thời pháp. Nhưng tại sao Phật nói hôm trước tôi giảng cái bài này, xong các sư ông ở trong chùa Ban Thông Tin đã đưa lên trên mạng và có một vài câu hỏi. Người ta nói rằng gì? Ông sinh cách đây gì trên 2.500 năm Đức Phật nhập Niết Bàn, tại sao ông này gì? Ông dựa vào cái gì mà nói là gì? Phật thuyết kinh này trên cung trời đau lợi xàm, kinh này là gì? Là ngụy tạo. Kinh này là do gì? Do các sư Trung Quốc bịa ra. Phật thuyết trên kinh cung trời đau lợi không có vị tỷ khiêu nào đi theo, không có ai biết, tại sao là gì? Ông lại nói là Phật nói kinh này trên cung trời đau lợi, trong khi đó không có một vị tỷ khiêu nào. Chúng ta phải biết là A Nan. A Nan là thị giả của Đức Phật. A Nan được sinh ra vào ngày Đức Phật gì? Đức Phật thành đạo. Ngày Đức Phật thành đạo cũng chính là ngày A Nan chào đời. A Nan là con ông chú. Con ông chú tức là con gì? Thái tử Tất Đạt Đa là con ông bác, còn A Nan là con ông chú. A Nan sinh ra chính cái ngày mà Đức Phật thành đạo, cho nên A Nan còn có gì? Cái ngày đó sinh ra ngày Đức Phật thành đạo đó, cho nên đó, cả kinh thành vui mừng hai tin luôn. Một tin là gì? Đức Phật thành đạo, và một tin là A Nan được sinh ra một vị gì? Thái tử ở trong cung được sinh ra này, cho nên A Nan có tên, còn có tên gọi là gì? Dịch là gì? Khánh hỷ. Khánh tức là quốc khánh, là vui mừng, chứ hỷ có nghĩa là vui mừng. Ngày cả nước vui mừng hai tin luôn, đó là Phật thành đạo và một vị thái tử được sinh ra, một vị vương thất. Vương thất được ở trong vương thất, vương cung được sinh ra, cho nên A Nan gọi là khánh hỷ. Và A Nan sau này lớn lên xuất gia theo Phật và trở thành thị giả của Đức Phật. Và A Nan trước khi làm thị giả thì có bạch với Phật và đại chúng tỷ khiêu là con có mấy điều tâm nguyện, nếu Phật và đại chúng đáp ứng thì con mới làm thị giả của Đức Phật. Trong mấy điều tâm nguyện đó thì có một điều tâm nguyện là ngài nói gì? Tất cả những kinh điển, những lời dạy của Đức Phật trước đây cho các đại chúng, sau này khi nào rỗi rỗi thì xin Phật gì? Vì con mà thuyết lại. Và Đức Phật gì? Đồng ý. Cho nên kinh Địa Tạng này và mùa ăn cư thứ 12 đó, Phật ngồi định, ngồi thiền ở trên núi, nhập định lên trên cung trời đau lợi mà thuyết, không có vị tỷ khiêu nào biết ngoài A Nan. Vì sao A Nan biết? Vì A Nan được Phật gì? Riêng nói lại cho. Và sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, một thời gian sau, mấy tháng sau đó, thì lần kết tập kinh điển đầu tiên tại hang Bối Diệp với 500 vị A-la-hán đó, thì A-nan chính là người trùng tuyên lại các kinh điển của Đức Phật đã gì đã thuyết trong 49 năm đó. Đó. Còn Ubali là người trùng tuyên lại gì? Tạng luật của Đức Phật đã tuyên thuyết. Còn các vị đại tỳ kheo khác thì sau này thuyết ra những bộ luận, trùng tuyên lại những bộ luận, luận tức là những lời giải thích về kinh và luật của Đức Phật gọi là luận. Đó. Cho nên đấy thì giải thích thêm cho chúng ta biết là về ma gia là như thế. Một Phật tử nữa hỏi: con kính bạch thầy, bố thí cho con cháu nhà con, vợ chồng nó lấy nhau khỏe mạnh bình thường từ năm 2003, là chồng nó bị điên, cho đến năm 2015 là cũng đỡ, đã đi làm được, cho đến cho đến mấy đứa con trai nhà nó năm nay 24 tuổi đi bộ đội xuất ngũ về, lại đau đớn
lại đau đớn khắp người, đi bệnh viện, đi bệnh viện khám chữa, nhưng bác sĩ bảo không có bệnh gì, về nhà thì cứ đau khắp cả người, không làm được việc gì. Con kính bạch thầy bố thí cho con, bệnh của gia đình nhà cháu phải làm thế nào? Quê quán ở ở Ninh Bình, ở tận Ninh Bình, tận Ninh Bình, ở Yên Hô, ở huyện Yên, Yên Hô, Yên gì đây, Ninh Bình, đó, ở Ninh Bình. Trường hợp này đi về thì đấy, trường hợp này thôi nên đi về thỉnh lấy quyển kinh Địa Tạng này về để phát nguyện đọc tụng lấy 100 ngày, trường hợp này cũng nên phải 100 ngày. Nhưng mà chắc là 21 ngày hoặc 49 ngày thì sẽ cũng ổn dần. Thì trường hợp này cũng như gì? Thầy hướng dẫn là múc lấy 7 chén nước, thỉnh lấy một cái ảnh của Bồ Tát Địa Tạng về đặt trang trọng lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà này này, và phát nguyện đọc tụng lấy 100 ngày. Bảo bà vợ tụng ấy là có người trong nhà ai đọc tụng được, sáng chiều tối, hoặc nếu mà không thì sáng tối, bận đi làm việc thì sáng tối, múc 7 chén nước thanh bông hoa quả thành tâm, 7 chén nước dâng lên trên ban thờ trước tranh ảnh Bồ Tát Địa Tạng thần linh gia tiên nhà vị này ấy, tụng xong để hồi hướng cầu nguyện, xong để qua đêm, 7 chén nước đó sáng sớm sau lại thay 7 chén nước mới. Thì 7 chén nước đó một chén ở giữa đưa để ra một cái cốc, lấy vẩy hết ở đất cát nhà cửa đi, còn 6 chén còn lại cho thì cho tất cả người nhà cùng uống. Và đặc biệt khi tụng xong á, thì phải cầu nguyện Phật Bồ Tát, Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho ở trong đất cát nhà này. Mà nếu có các vong linh nào, các oan hồn nào mà họ chưa được siêu thoát thì nguyện cho được siêu thoát. Khi vẩy nước á, thì nên đọc cái chú gì? Chú vãng sinh nữa. Cái khi cầm cái nước đó đi vẩy nên đọc cái học thuộc lòng cái chú vãng sinh. Tình độ thần chú nắng mổ a di đà bà dạ đã già đã già đã già tha di lì đô bà tí di đã tân bà tí di đã thì cái lan đến di đã thì cái lan đấy già là chỉ đã cái lì sa bà ha đó đó vẩy cái chú đó, đọc cái chú đó và vẩy cái nước đó. Khi đọc và vẩy cái chú đó đó thì nếu mà ổn thì có khi may mắn thì nhẹ nhàng 21 ngày là ổn dần thôi, không thì cố gắng lên 100 ngày. Nếu làm lên 100 ngày mà chưa ổn đó thì lên gặp thầy thì hướng dẫn cho cái việc khác sau, làm cho cái việc sau hơn, nên chắc là ổn thôi. Vì nhiều Phật tử gia đình nó có khi còn nặng nề hơn gia đình này mà họ còn làm được cơ mà. Một Phật tử nó hỏi: Kính bạch chư tôn đại đức, xin ngài bố thí, xin ngài bấu thí, đọc đúng văn là xin ngài bấu thí cho con những lời pháp nhũ. Con xin hỏi thầy, trong lúc con ngủ, con thấy mình đi khắp nơi, nhất là rừng núi, có khi vượt sông, có khi vượt sóng, mọi người thì đi, còn con chỉ cần nhún lên một cái là đến chỗ cần đến. Con cứ ở trong nhà tụng kinh niệm Phật thì con rất khỏe. Đây là ý thứ hai đó, con cứ ở trong nhà tụng kinh niệm Phật thì con rất khỏe. Nhưng nếu trong họ có đám tang, dỗ đám 50 ngày, con đến là con bị đau đầu ốm 3 ngày sau mới khỏi. Vậy bây giờ con xin thầy giúp cho con biết bây giờ con phải làm như thế nào. Con xin cảm ơn thầy. Trường hợp này chắc chắn là gì? Kiếp trước là có duyên lành tu tập rồi. Nhưng mà tu gì? Tu sai đường. Tu sai đường tức là sao? Như trong kinh Phật ngày xưa chúng tôi học đó là mong cầu thần thông. Đó. Do mong cầu thần thông cho nên sau khi chết đi sinh được, do tu tập công đức tu tập cho nên được thân người ở đời này, nhưng mà gì, không tự làm chủ được mình, thường bị ma dựa. Trong kinh Phật gọi là thường bị ma dựa, nhưng mà ở ngoài đời thì gọi là gì, gọi bị quỷ thần gì ám nhập và đưa thân, đưa linh hồn, đưa thể, đưa cái thần thức của vị đó đi thăm các cảnh giới này khác. Trường hợp này nếu mà không cứng thì rất dễ gì đi vào con đường gì đồng bóng, trình đồng mở phổ. Trường hợp này mà đặc biệt đến cửa điện một cái là gì, gặp mà cái vị thầy nào đồng bóng thật sự á, nó cho gì bắt vía một cái là trình đồng mở phổ ngay đó. Đã lạc rồi còn lầm, đã lầm rồi lại còn lạc, đã đi sai đường lại còn gì, còn sai đường hơn. Cho nên cái trường hợp này thì về á, muốn khỏi những cái này á, phải buông đi tất cả những cái đó, cho rồi ngủ thấy cái gì cũng buông đi.
tụng kinh thấy cái gì thì cũng buông đi. Một thời gian sau thì nhất tâm sám hối nghiệp chướng, đọc tụng kinh Địa Tạng nhất tâm sám hối nghiệp chướng, phải luôn luôn gì chính tâm để mà quán tưởng, biết cái đó là sai và nguyện gì nguyện không theo nó, một thời gian là hết thôi. Đó. Tôi ngày xưa có mấy bác đệ tử, nó không chỉ mơ mà nó nhắm mắt lại là gì, là thấy quái âm rồi. Thậm chí nó đi ra đường, nó ở đến chỗ nào á có vong á, nó nhìn thấy rồi. Thậm chí pháp hội tổ chức đây đó, nó cũng nhìn thấy gì có vong, có thần, có Phật đến thì nó thấy hết. Nhưng mà gì lên bạch với tôi, nói với tôi đó, tôi dùng gì, dùng cái uy của người làm thầy để mắng cho gì, mắng cho mất mặt, mắng cho té tát, mắng cho gì phải sợ thì thôi. Và năm hơn năm như thế thì gì, tôi bảo phải dùng tâm chân chính, buông bỏ tất cả những cái thấy, cái biết, cái nghe của mình đi. Thậm chí là nghe người ta nói vào tai là thế này thế nọ thế kia, vân vân. Nghe ma, nghe Phật, nghe Bồ Tát nói vào tai, nhìn thấy Phật, thấy Bồ Tát, thấy ma, thấy quỷ đến dự ở trong hội trường. Mấy sư ông đệ tử lớn lớn của tôi ngày đó thì gì thích lắm. Cứ xong một cái là gọi bé nó xuống để hỏi là ngày hôm nay gì có Phật đến không, có các vong đến nhiều không, và bé nó nói cho thì sướng. Nhưng đến khoe với tôi một cái gì, tôi là mắng cho nghe, mắng cho phủ đầu nghe. Và tôi bảo nếu muốn làm đệ tử của tôi thì tất cả những cái đó phải buông. Còn nếu không buông, không bỏ được á thì đi về nhà. Đi về nhà. Làm ông thầy đồng bóng. Làm bà thầy gì, đồng bóng để mà làm gì thì làm. Trong đạo tràng của tôi không dung chứa những người như thế. Cho nên á, nhất quyết là không gì, không dung chứa. Và nhất quyết không để cho cái trường hợp đó ở trong đạo tràng của mình. Và nhất quyết là phủ đầu. Và đến năm hơn năm sau, bây giờ nó trở thành người bình thường. Ăn bình thường, ngủ bình thường và tu bình thường như những người khác. Đó. Cái trường hợp này cũng tương tự như vậy, nhưng nó nhẹ hơn. Thì phải dùng cái tâm chân chính để mà tu tập mà hành đạo. Tất cả những cái thấy, cái nghe, cái biết đó đều là tà. Vì là tà. Chúng ta không muốn theo tà, không muốn đi sâu vào đường tà. Mà đi theo đường tà đó thì làm con cái của thiên ma. Ba tuần đó các quý vị sẽ bị quỷ thần gì, cái giới quỷ thần ác nó sai khiến đó các quý vị. Nhẹ thì không làm chủ được mình, nặng thì nữa thì dở điên, dở người, dở ma, dở quỷ. Lúc thì là người, lúc thì là quỷ, lúc thì là ma. Nói rằng cứu nhân độ thế, chữa bệnh này khác, vân vân. Đó. Cho nên trường hợp này thì dùng cái tâm chân chính để tụng kinh niệm Phật, sám hối nghiệp chướng và đừng bao giờ mơ thấy. Có thấy thì cũng dùng tâm, dùng hai cái từ gì, buông xuống và buông thật sự xuống thì dần dần sẽ hết thôi. Một Phật tử nó hỏi, con bạch thầy bố thí cho con hỏi, em gái con có tu theo đạo của Trần Tâm, xin thầy cho một lời khuyên để em con tu đúng theo chính pháp ạ. A Di Đà Phật. Chắc chắn là sai rồi. 100% chứ không phải là 99% nữa. 100% là sai đường rồi. Vì Trần Tâm không phải là một vị sư. Vị này vốn là một người gì? Người ở Việt Nam chúng ta. Nhưng mấy chục năm trước thì khi còn bé, vị này gì? Đi sang bên Pháp, định cư ở Pháp, lấy vợ, sinh con. Và sau này vị này quả là đi sang Ấn Độ, lên dãy Himalaya để học với gì? Với ba vị đạo sư nổi tiếng nhất đang ẩn cư trên núi Himalaya. Học mấy năm với các vị đó và các vị đó gì thấy là vị này gì truyền đạo cho vị này và bảo vị này đi xuống để đắc đạo rồi hạ sơn để xuống núi để đi hoằng pháp. Và các vị biết vị này hoằng pháp thế nào không? Lấy một trộm một chút giáo lý của Đức Phật, lấy trộm một chút giáo lý của gì, của Cao Đài Hòa Hảo, của Thiên Chúa và của Tin Lành và của gì, của Hồi giáo. Có nghĩa là trên thế giới này có cái tôn giáo nào có uy tín ở trên thế giới này thì vị này đều lấy trộm một tí giáo lý của cái tôn giáo đó. Khi mà lên giảng về giáo lý đạo Phật thì vị này thì mặc cà sa như là một vị hòa thượng vậy, như là một vị tỷ khiêu vậy. Nếu mà vị này á đóng là một vị sư của Việt Nam thì vị này mặc y áo như là một vị hòa thượng, một vị tăng ở Việt Nam. Vị này lên giảng
giáo lý của theo chỉ còn mật tông thì này lại mặc y áo giống như là vị lạt ma của Tây Tạng. À, vị này lên giảng về các pháp thiền hay là pháp tịnh độ thì mặc cái pháp gì, pháp y giống như là sư của Đài Loan và sư Trung Quốc ấy. À, nhưng khi vị này lên giảng giáo lý thì mượn cái kiểu kinh thánh ấy, vị này mặc quần áo như một vị cha lên giảng đạo cho các gì, cho các tín đồ của họ. Vị này lên giảng đạo lấy cái gì tư tưởng theo bên Hồi giáo thì phải ăn mặc giống như một vị giáo chủ của bên gì, bên đạo Hồi ấy. Và vị này nói là gì, Ngọc Hoàng Thượng Đế sai xuống nhân gian để cứu độ chúng sinh. Và Ngọc Hoàng Thượng Đế sai xuống nhân gian để cứu độ chúng sinh. Tất cả những trường hợp đó đều là tà đạo. Trong chính pháp của Phật hay ở của thế gian này, không có một vị thần linh nào sai một vị thần linh nào để đi làm việc đó là chân chính đâu các quý vị. Phật bảo là gì? Chúng ta phải tự chúng ta độ cho mình, tự chúng ta độ cho chúng ta, tự chúng ta tạo nên nghiệp, làm chúng ta phải là chủ nhân ông nghiệp của mình nếu chúng ta muốn gì, muốn được tự do, muốn được giải thoát. Đó, cái này nó cũng giống như bà, giống như khoảng 20 năm trước ấy, nổi lên một cái trường hợp cũng nổi đình nổi đám cả thế giới chứ không phải ở Việt Nam chúng ta đâu, nổi đình nổi đám thế giới. Đó là trường hợp gì, đạo của bà Thanh Hải, Thanh Hải Vô Thượng Sư. Bà cũng là người gốc Việt Nam sang định cư nước ngoài và cũng nói là lên dãy núi Himalaya ẩn cư 7 năm ở trên núi Himalaya và đắc đạo, xuống xưng là gì, là Thanh Hải Vô Thượng Sư. Vô Thượng Sư là cái danh từ này chỉ cho đức gì, Đức Phật thôi các quý vị. Vô Thượng Sư là chỉ cho Đức Phật, nhưng vị này cũng xưng là gì, xưng là Vô Thượng Sư, tức là xưng là Phật rồi. Cái ông Trần Tâm này cũng tương tự như thế, nhưng mà sự ảnh hưởng của hắn ấy thì còn gì, chưa bằng bà Thanh Hải Vô Thượng Sư được. Nhưng Thanh Hải Vô Thượng Sư chúng ta thấy xưng là Vô Thượng Sư, tức là Phật trên cả Phật rồi đấy, nhưng mà gì, có đến thì 5-7 đời chồng. Hắn này cũng thế, bây giờ cũng mấy đời vợ, ngoài cái ông vợ, ngoài cái bà vợ trước ra cũng gì, thêm mấy vợ nữa. Thế nó vẫn núp bóng, nó vẫn núp bóng tử vi. Tất nhiên chắc chắn là gì, hắn ta cũng có một chút tà thuật. Có một chút tà thuật. Tà thuật đó thì các vị biết không, ở Lào, ở Campuchia, ở Việt Nam chúng ta cũng có rất nhiều tà thuật. Thậm chí dùng tà thuật để hại nhau một cách gì rất đơn giản. Dùng tà thuật để gì, để mê hoặc người cũng rất đơn giản. Đó. Nhưng mà họ chỉ mê hoặc được những cái người gì không có trí tuệ, mê hoặc được những người gì ý chí thiếu can đảm mà thôi, thiếu bản lĩnh mà thôi. Rồi cái gì mà là tà thì dần dần nó cũng gì, sẽ bị cái chính nó gì, nó phá vỡ. Giống như là Đề Bà Đạt Đa thời Đức Phật tại thế là tà, nổi lên thuyết ra gì, ra năm pháp, có nghĩa là ông ấy cho năm cái pháp đó gì là cao hơn cả pháp của Phật đang thuyết để dụ dỗ một số tỷ khiêu trẻ đi theo. Và kết quả là gì, cũng có gì 400-500 tỷ khiêu gì đi theo ông ấy và định gì phản lại Đức Phật. Nhưng mà may mắn là gì, được Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên cũng giả cải trang đi theo gì, theo Bề Đà Đạt Đa, cũng giả vờ đi theo phe của Đề Bà Đạt Đa, nhưng vào đó để gì, dùng chính pháp để thuyết cho các tỷ khiêu trẻ mới vào đạo kia nghe. Sau khi nghe hiểu đạo rồi một cái, nghe hiểu thấm sâu giáo lý của Phật Đà một cái, thì khi đó Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên mới nói là gì, thôi ta phải trở về với Đức Phật đây, ta phải trở về với chính pháp đây. Thì khi đó 400-500 vị tỷ khiêu trẻ kia thấy là gì, à, hóa ra là Đề Bà Đạt Đa không phải là ông thầy chân chính mà dùng tà pháp để mê hoặc lòng mình. Nay được học chính pháp hiểu rồi thì Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên về với Phật, thì cả 400-500 đệ tử kia cũng về với Phật, chỉ còn lại mình ông Đề Bà Đạt Đa và một ông đệ tử trung thành của ông ấy và hai thầy trò. Kết quả là gì, bi thương ảo não và mắc bệnh mà chết thôi. Trong bộ phim thì họ làm Đề Bà Đạt Đa là gì, dùng đá lăn từ trên núi xuống đè Phật, nhưng mà không đè được Phật thì ông ấy ngã từ trên núi ngã xuống thì chết. Nhưng mà trong lịch sử Phật giáo thì nói gì, ông bị bệnh gì, bị một căn bệnh lở loét hết thân thể, mình gọi là bệnh cùi đó, bệnh hủi đó,
mà gì mà chết đó. Còn trong phim thì họ làm cho dễ hiểu hơn, thì họ làm gì, ông ngã từ trên đỉnh núi lăn hòn đá xong ông sướng quá, ông nghĩ là hòn đá sẽ đè chết Phật, cho nên ông sướng quá ông cười tít mắt ra ông cười, cho nên gì, ông trượt chân ông ngã từ trên đỉnh núi xuống và chết đó. Đấy thì xem phim nó có khác với lịch sử một chút thì đó, thì để cho chúng ta thì dễ hiểu, nó gần gũi với cuộc sống nhân gian hơn. Nhưng trong lịch sử nói ông bị bệnh cùi, bệnh hủi, khi mà đại chúng bỏ đi hết về với Phật thì ông buồn quá, cho nên ông nghĩ ngợi nhiều, cho nên ông lâm bệnh dần dần thì ông không tắm không rửa, do không tắm không rửa dần dần nó gì, nó lâu ngày nó mới bệnh gì, bệnh cùi, bệnh hủi phát ra. Đấy là do nghiệp đấy, cái nghiệp ác nó phát ra đó. Thế cho nên cái trường hợp này khuyên là tu tập phải dùng chính pháp. Một Phật tử nữa hỏi: con kính bạch thầy, con xin thầy cho đại chúng con được biết công đức của trường hợp sau đây, của một gia đình làm nghề mổ lợn. Vợ chồng anh chị ở ngoại thành Hà Nội nhờ pháp sư lập bàn thờ Phật. Hàng ngày vợ chồng tụng kinh niệm Phật, nhưng mở 3 cơ sở giết mổ lợn, mỗi ngày phải có đủ 3 tấn thịt lợn để cung cấp cho các nơi thuê người giết mổ. Vậy công đức tụng kinh niệm Phật của đôi vợ chồng chủ giết mổ có công đức không? Còn những người làm thuê chịu ảnh hưởng tội nghiệp như thế nào? Con xin Thầy cho chúng con được biết công đức và tội báo của chủ và người làm thuê như thế nào? A Di Đà Phật. Câu hỏi khó đấy, không phải đơn giản đâu các quý vị. Chúng ta biết trong giáo lý của Đức Phật, bắt đầu ngày xuất gia đầu tiên, Phật đã quở một ông gì? Một ông thợ săn. Quở thế nào chúng ta biết không? Trong lịch sử nói là ngày xuất gia đầu tiên, khi mà mới đến dòng sông Ni Liên Thiền, Thái tử Bồ Tát Đại Sĩ Tất Đà Đa gì, cắt tóc, cởi bỏ vàng bạc châu báu trên người, đưa cho người hầu Sa Nặc mang về cho trả lại cho phụ vương và mẫu hậu. Và ngài đi vào núi để ẩn cư, để đi tìm đạo, những bước được tìm đạo. Để bắt đầu vào cho đi qua một cánh rừng già, thì thấy một cái vị gì, một vị tu sĩ mặc quần áo gì của vị tu sĩ, nhưng khác lạ, một vị tu sĩ không ngồi thiền, mà vị tu sĩ này là gì, đang cầm cái cung và dương lên trời để bắn gì, bắn con chim ở trên đỉnh ngọn cây. Và khi Bồ Tát Thái tử Tất Đạt Đa đi đến thì cái tiếng động gì, dám gáy mà cành cây thì con chim vừa bay, thì cũng là lúc mà anh ta buông dây cung. Anh ta vừa buông dây cung thì con chim cũng vừa bay, cái mũi tên vừa gần chạm đến thì con chim gì vừa bay khỏi chỗ đậu. Và kẻ thợ săn đó tức giận đi xuống mặt hầm hầm tức giận và muốn đánh Thái tử Tất Đạt Đa. Và bây giờ Thái tử mới hỏi rằng gì, tại sao ông là người tu mà ông lại sân như vậy? Bảo ta không phải là người tu, ta chính là người thợ đi săn. Thái tử bảo ông đi săn tại sao ông lại mặc gì, mặc đồ của người tu? Ông mặc đồ của người tu ông có biết không? Như vậy là ông gì, ông hủy hoại chính pháp, ông khiến cho gì, các loài vật họ thấy rằng á, người tu mà ác như vậy thì các loài vật nói gì, nó sẽ sợ tất cả những người tu của thế gian này. Và như vậy ông là cái kẻ gì, tạo nghiệp lớn nhất ở trên thế gian này. Và cái kẻ đi săn đó nói gì, vậy tôi là một nông dân, là một thợ săn, tôi không đi săn thì tôi lấy gì để nuôi vợ nuôi con? Thế Thái tử bảo là ông đi săn thì ông phải mặc quần áo bình thường của ông thợ săn, thì làm gì ông lại mặc quần áo của người tu như thế? Bảo á, những con chim con thú trong rừng này bây giờ nó khôn rồi, nó thấy tôi là gì, nó đều bay hết. Nhưng từ khi tôi mặc cái quần áo của người tu này thì gì, những con chim con thú ở trong rừng này gì, nó không sợ tôi và nó gì, nó đến gần và tôi gì, tôi mới bắn được nó. Và Thái tử nói rằng ông như vậy là ông đã tạo một cái nghiệp gì cực xấu, cực ác. Không chỉ gì cực xấu đối với ông, mà gì còn gieo cái duyên nghi ngờ cho gì
cho rất nhiều loại chúng sinh khác nữa. Cho nên cái tội này là tội cực lớn, nếu ông không bỏ thì sau này quả báo, nghiệp báo đối với ông là không thể tính lường đếm trước hết được. Và rốt cuộc là gì? Cái vị thái tử bảo rằng ta còn cái gì? Cái áo long bào của thái tử trên thân có đính rất nhiều hạt gì? Hạt châu, hạt ngọc ở trên đó. Và bảo vậy thì bây giờ thôi, ta đổi cho ngươi cái áo này, trong này có rất nhiều châu báu, ngươi đấy, gỡ châu báu đó ra đem đi bán thì ăn cả đời không hết, còn ngươi đổi cho ta cái áo tu của ngươi. Và kẻ kia gì? Mừng rỡ và về, do có cái châu bán rồi không phải đi làm thợ săn nữa, và còn thì trả lại cái áo tu cho thái tử. Đó, chúng ta thấy. Và đây trường hợp này cũng như thế. Khác gì mặc áo thầy tu mà như vậy đâu. Cho nên nhà thờ Phật, thờ Phật để làm gì? Thờ Phật để học theo hạnh của Phật, làm theo lời Phật dạy, chứ không phải thờ Phật để tụng kinh, để mong cho gia đình mạnh khỏe, mỗi một ngày phải sát sinh được bao nhiêu tấn thịt lợn như vậy. 3 tấn thịt lợn trở lên, các quý vị biết là biết bao nhiêu con lợn không? Bình quân mỗi một con khoảng 70 cân, 80 cân đi. Bao nhiêu? 10 con là gì? Là 8 tạ. Khoảng 4-50 con lợn một ngày. Đối với gì? 4-50 sinh mạng. Đối với gì? Một cái lò mổ này. Mà trong khi đó ông chủ, bà chủ vẫn gì? Cốc cốc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái đấy người ta ở xã hội người ta gọi là gì? Miệng thì Nam Mô, còn bụng thì một bồ rau găm đó các quý vị. Không phải một bồ rau găm mà 10 bồ rau găm. Đấy, cái này tôi chỉ cần lấy ra một cái ví dụ như vậy. Phật tử này nên biết là gì? Nên biết là người em hay người bạn này là thiện hay là ác, là tốt hay là lành. Công đức có không? Chắc chắn không. Tụng kinh như thế gọi là gì? Báng Phật. Báng Phật. Thờ Phật như thế gọi là gì? Hủy nhục Phật. Thờ Phật là để kính Phật, để làm theo lời Phật, noi theo tấm gương của Phật đã đi, làm theo gì? Lời Phật đã dạy. Đó mới gọi là thờ Phật. Chứ còn thờ Phật để cầu nguyện thế này thế khác đó, đấy chỉ là cái hình tướng thôi các quý vị. Hình tướng thôi. Báng Phật chẳng khác gì kẻ săn mồi, kẻ đi săn lại mặc áo thầy tu để cho gì? Để cho lừa các con thú đến gần để giết vậy. Thì cái kẻ này cũng như thế. Tội này đáng nhẽ ra sau khi chết đi chỉ đọa làm súc sinh, làm lợn để trả kiếp thôi, trả kiếp lợn thôi. Nhưng với cái tội gì? Cái tội mà lừa Phật, lừa dối, lừa gạt chúng sinh đó, lừa gạt lòng mình đó, thì A Tỳ Địa Ngục cánh cửa sẽ gần như chắc chắn sẽ mở ra để đón. Và lại khổ Bồ Tát Địa Tạng đấy. Ngài ngồi đấy tôi thấy là Ngài gì? Ngài rớt nước mắt rồi đấy. Tôi thấy cái ảnh của Ngài rớt nước mắt rồi. Đưa các câu hỏi này thấy Ngài rớt nước mắt. Rớt nước mắt vì ai? Vì những chúng sinh lầm lạc mà lại còn gì? Cứ nghĩ rằng mình làm đúng. Cho nên á, các Phật tử chúng ta thờ Phật là phải hiểu. Ở đây thì Phật tử này hỏi rằng á, những cái người mà làm nghề giết hại vì miếng cơm manh áo mà vì ông chủ mà đi giết như vậy, cái tội có không? Chắc chắn là có. Có chứ các quý vị. Bây giờ tôi lấy một cái ví dụ nhé. Anh A này chẳng hạn, anh ghét một cái gì? Một cái bà hàng xóm hoặc một ông hàng xóm. Và ông gì? Qua nhiều lần nói chuyện với nhau vẫn không hòa hợp được, vì tranh chấp kiện tụng đất cát nhà cửa gì đó vân vân. Và anh A này, anh ấy nghĩ là gì? Nếu mà tự anh gì, anh biết là mấy hôm nữa ông chồng và con đi vắng, còn một mình gì? Một mình bà với đứa cháu ở nhà, đêm hôm lại cầm dao giết thì chắc rất là dễ. Nhưng mà nếu mình mang sang giết á, sợ gì? Sợ ở hàng xóm mọi người biết. Cho nên anh ta đi ra Hà Nội, tôi lấy đơn giản là ví dụ đang ở sân Tây này, đi ra Hà Nội thuê một nhóm xã hội đen, bảo tôi biết ngày hôm đó nhà kia gì, chồng với con có việc đi du lịch hay đi đâu đó, chỉ còn mỗi bà với cháu ở nhà thôi. Đưa cho nó khoảng 50 hoặc 100 triệu hoặc vài trăm triệu gì đó theo hợp đồng hai bên chẳng hạn. Và đúng cái theo hợp đồng đó, tối hôm đó một nhóm xã hội đen đêm hôm lẻn vào và giết chết gì
cả 2-3 bà cháu chẳng hạn. Rồi, yên chưa? Anh ta khi giết được, thuê người bỏ một số tiền ra giết được một nhóm 2-3 bà cháu của nhà bên cạnh mình, do xích mích từ bấy lâu không giải quyết được cho nên anh ta làm như vậy. Và khi giết xong, hôm sau thông tin đó được gì? Được toàn nhân dân và chính quyền công an được biết và đến điều tra. Khi điều bắt đầu công an vào điều tra bằng cái nghiệp vụ của các chiến sĩ công an đó, họ gì, họ tóm được mấy cái tên ăn trộm kia, rồi mấy tên giết người, mấy tên sao đen giết người kia, rồi mấy tên sao đen kia giết người kia, khai ra là gì, ai là người thuê nó. Các quý vị thấy bây giờ đưa ra tòa, họ sẽ chỉ xử cái ông thuê, hay là xử cả kẻ giết người, hay là chỉ xử kẻ giết người còn không xử kẻ đi thuê? Các Phật tử, cả hai, có đúng không? Cả hai sẽ bị gì? Bị pháp luật trừng trị. Đúng không? Hai đều bị pháp luật trừng trị. Và trường hợp này, nói như vậy chúng ta hiểu chưa? Có nghĩa cả cái ông chủ và những công nhân để làm việc ở trong lò mổ đó đều có tội, không như nhau, không có khác vậy. Đấy. Nếu mà Phật tử này về có thể nói mà khuyên họ gì, thôi, hoặc rằng thôi thì đừng thờ Phật tụng kinh như thế nữa làm gì. Mà nếu mà thực sự muốn thờ Phật tụng kinh thì nên dừng cái việc ác đó đi. Các vị cứ để ý xem, tất cả những người, những gia đình làm nghề sát sinh đều có những cái kết quả không tốt đẹp gì cả, chắc chắn rồi. Họ giàu rất nhanh nhưng mà gì, tan vỡ cũng rất chóng. Mà đặc biệt là sau khi xả bỏ báo thân á, ba đường ác hiện ra trước mắt á. Nghe cái câu chuyện của ông gì, Trương Thiện Hòa, rồi ngay ở trên sân Tây chúng ta này có một cái bà cụ mà trước đây cũng hay vào chùa tụng kinh một chút, nhưng mà thời gian sau bỏ vào chùa tụng kinh để gì, ở nhà đi đút bún và đút thức ăn vào cổ gà đó, bóp nó xuống đó, và mấy tháng sau bị bệnh ung thư gì, ung thư vòm họng, rồi ung thư gì, ung thư gan, ung thư phổi, trong dạ dày có đường nội tạng lục phủ, nội tạng có cái gì thì đều ung thư hết. Và đặc biệt là gì, đút thức ăn vào bụng con gà bình thường mua về thì nó chỉ có 1,5 cân thôi, nhưng đút khoảng 5 lạng bún, 5 lạng phở và no nước cho nó thì thành 2 cân, chỉ có thế. Rồi có một trường hợp là gì, chuyên đi nướng chân gà để bán. Đấy, mấy năm trước, 2-3 năm trước có trường hợp chuyên đi nướng chân gà để bán ở dưới Hà Đông. Nướng chân gà gì, hơn chục năm trời, kiếm tiền rất là nhanh, ngày có gì, có triệu bạc, rất nhanh. Cứ chiều đẩy cái xe để bán cho đến 8-9 giờ đêm một cái là có triệu bạc tiền lãi. Bán mấy trăm cái chân gà có triệu bạc tiền lãi. Thêm một hôm đẩy cái xe đi thế nào không biết, thì là một cái thằng đi xe máy nó đèo cái bu gà, nó đèo cái bu gà, cũng có người đi mua gà, nó đèo cái bu gà nó đi á, nó đâm gì, đâm gãy cái chân, đâm cho thì gãy chân. Gãy cái chân như bình thường những người khác bó bột thì khỏi, hoặc là bó thuốc lá thì khỏi, nhưng cái bà cụ này thì gì, càng bó nó lại càng nhiễm trùng, càng sưng lên, và cuối cùng gì, phải cưa cả hai chân. Giống như con gà không có chân vậy. Đó. Và đứa con nó lên, nó bảo là, nó nói là thầy ơi, thầy cứu với. Tôi bảo là cứu kiểu gì, chân thì cưa mất rồi, cứu kiểu gì. Thôi bây giờ muốn cứu thì các con về gì, làm việc thiện, đọc kinh niệm Phật, làm việc thiện để hồi hướng cho bà cụ, khuyên cụ niệm Phật đi. Thì may ra giống như ông Trương Thiện Hòa còn có cơ hội gì, có cơ hội không đọa đường ác. Đó, thì cái trường hợp này cũng nên về khuyên người thân được thì tốt. Một Phật tử nữa hỏi, con bạch thầy, con muốn hỏi thầy là con và chồng con lấy nhau nhưng không đăng ký kết hôn. Nay con đọc kinh và niệm Phật hàng ngày, mỗi lần đọc và hồi hướng thì họ nhà chồng có được tí phúc báo nào không ạ? Sao lại cưới lại không kết hôn là thế nào? Chắc có khi trường hợp này là có vấn đề đấy. Hay là đi cướp chồng người ta.
Nếu mà đi cướp chồng người ta là không được đâu nhé. Là Phật tử mà đi cướp chồng người ta là thì phạm vào giới gì? Giới tà dâm đấy. Hả? Nếu còn nếu mà gì không phải cướp chồng người ta thì về nên đi, chúng ta phải tuân thủ pháp luật chứ. Sau này cưới rồi sau này còn có gì sinh con đẻ cái. Nên phải đi nên đăng ký. Hay là chưa đủ tuổi vị thành niên. Trường hợp Sơn Đông hôm nọ là có trường hợp gì? Mới có 15 tuổi thì đã phải cưới rồi. Mới có 15, cô con dâu mới có 15 tuổi, con rể mới có 17 tuổi, chưa đủ 18 tuổi. Nhưng bây giờ hình như là con trai phải 20 tuổi, con gái phải 18 tuổi mới đủ đăng ký đúng không? Đó là thế. Con trai cũng thiếu tuổi, con gái cũng thiếu tuổi, không thể đăng ký kết hôn được cho nên phải gì? Phải chui. Phải cưới chui cho hai dòng họ với nhau thôi. Cái trường hợp này nếu mà đủ tuổi rồi thì phải đi đăng ký kết hôn. Mình theo Phật là phải gì? Phải làm những việc chính, chứ không được làm những việc tà. Không được trốn tránh những cái gì pháp luật họ đã quy định. Pháp luật quy định thì chúng ta đều phải tuân thủ. Đó. Chứ còn nếu mà hồi hướng thì ở đây nói là hồi hướng thì có được hay không? Mà cũng được. Những người thì hàng xóm láng giềng chúng ta hồi hướng còn được cơ mà. Những người không phải họ hàng thân thích chúng ta hồi hướng còn được cơ mà. Nhất tâm chú nguyện cho ai đó thì người đó đều có thể nhận được. Nhưng là nhận được nhiều hay nhận được ít thì tùy vào tâm chúng ta, cái lực của chúng ta hồi hướng và cái tâm của người kia có tiếp nhận được hay không, họ có thành kính để nhận hay không. Nếu mà còn chúng ta cứ đem đến mà họ thì họ không nhận thì đương nhiên không vào đâu. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn, các Phật tử cũng đi chùa, bà vợ ở nhà thì không tin Phật, các ông đi chùa rồi các ông đi chùa đây các chú đi chùa thì tin Phật về tụng kinh thì đem giảng những lời thầy nói lại cho rồi quý hóa lắm, thế đọc kinh có công đức thì đọc đi. Vợ nó không thèm nghe. Có thể nó theo tôn giáo khác nó không nghe. Hoặc là gì nó không có duyên với Phật nó không có nghe. Thì chúng ta có hồi hướng cho họ, có bảo họ đến mấy nó cũng có tiếp thu được không? Không. Vì nó không có đức tin. Hoặc là nó đức tin của nó thì gửi gắm ở một tôn giáo khác, không phải là đạo Phật của chúng ta. Ví dụ như Thiên Chúa hay Cao Đài Hòa Hảo, hoặc là gì đạo thờ mẫu chẳng hạn, vân vân. Họ không nghe. Thì trường hợp đó là gì? Hồi hướng cũng không được. Cũng tương tự như chúng ta khuyên bảo họ mà thì họ không nghe. Đó. Thì còn và hỏi được hay không thì tôi không dám chắc chắn, chỉ đưa ra cái nguyên lý vận hành của nhân quả như vậy để cho gì chúng ta suy nghĩ mà thôi. Một Phật tử nói: bạch thầy, gia đình nhà con có những sự việc xảy ra là hai người chết đột ngột tuổi trên dưới 50, sau đó thì vợ người chết đó bị phát điên, cứ bảo người âm về bảo mách bảo nghiệp chướng nặng, thầy cho con lời khuyên, con xin cảm ơn thầy. Trường hợp này thì như ở ngoài đời đạo nho đạo lão hào thợ thường hay nói là gì, các ông thầy mà gọi là trùng tang, chết như vậy trùng tang ở trong nhà Phật thì gọi là nghiệp, cộng nghiệp với nhau. Tất nhiên công nghiệp rất là nặng thì mới có cái sự ra đi trùng hợp như vậy. Rồi ra đi rồi lại có người điên khùng như vậy nữa. Thì trường hợp này không có gì tốt hơn là gì? Nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng này để hồi hướng. Và những cái pháp hội tụng kinh Địa Tạng này thì nên lên để hồi hướng cho họ. Và đặc biệt là pháp hội Trung Phong tháng 7 tới đây thì nên đến hồi hướng cầu siêu cho các vong đã mất và cầu an cho những người gì, người còn đang sống mà không bình thường kia. Phật tử nói: hỏi tại sao tăng ni nhà chùa đã trì kinh giữ giới là có các thần hộ vệ mà vẫn còn bị các vong nhập vào ạ? Tăng ni ở chùa trì kinh giữ giới, không phải là những tăng ni nào cũng trì kinh giữ giới đâu các quý vị. Đọc kinh thì có, thọ giới thì có. Nhưng mà trì kinh tức là phải làm theo lời Phật dạy ở trong kinh thì mới gọi là trì kinh, có đọc kinh thôi. Đọc kinh có công đức nhưng mà thì không được nhiều lắm đâu. Có nhưng không được nhiều lắm. Trì kinh tức là thọ trì đó, tức là đem áp dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống. Và vị này là giữ giới thanh tịnh nữa thì không có ma quỷ nào có thể nhập được vào vị đó cả. Kể cả thiên ma ba tuần cũng không thể hại được, không thể động được đến một sợi tóc của vị đó, chứ đừng nói là nhập vào vị đó. Trường hợp mà gì xuất gia rồi, đọc kinh, thọ giới, thậm chí lên là làm gì sư ông,
sư thầy hòa thượng thượng tọa rồi nhưng vẫn bị ma nhập, vẫn phải đi gì trình đồng mở phổ. Cái trường hợp đó gọi gì? Tà tâm, tà niệm còn từ đời trước kiếp trước đến đời này kiếp này còn chưa gì, chưa dứt chưa dừng, cho nên mới bị cái trường hợp như thế đó.